Đầu tư gì để năm 2024 trở nên giàu có hơn? Đừng để mất tiền rồi mới biết những công việc mà kiếm được tiền nhiều nhất, lợi nhuận cao nhất trong năm 2024. Thời gian gần đây thì có rất nhiều người đặt ra câu hỏi là bây giờ năm 2024, Tết cũng đã xong rồi. Vậy thì trong năm 2024 này thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên đầu tư cái gì để cái lợi nhuận chúng ta là nhiều nhất, chúng ta kiếm được tiền nhiều nhất? Những cái người mà nhiều tiền á thì làm cái gì mà chả được, làm cái gì mà giá dễ, nhiều tiền cả mấy tỷ, cả vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ thì người ta làm cái gì nó cũng dễ. Nhưng mà những người ít tiền mà làm được, mà trở nên giàu có, kiếm được nhiều tiền trong năm 2024 thì cái điều đó mới hay, cái điều đó mới đáng để mà chúng ta học tập, điều đó mới đáng để mà chúng ta trân trọng. Vậy thì nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông ấy, để lần tới khi mình phát video ra bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Như chúng ta cũng biết năm 2024 sẽ là năm bản lề, là năm mà có nhiều người trở nên giàu có hơn. Và cái điều đặc biệt là những cái người mà lớn tuổi, những cái người mà cái thập niên 50, 60 chưa chắc đã giàu có và trở nên nhiều tiền hơn những cái người trẻ, đặc biệt là những cái bạn trẻ, những thập niên 90 và những cái bạn trẻ mà cái thời buổi 2K. Đó chính là lý do tại sao những năm gần đây, 2-3 năm gần đây, cái câu chuyện chúng ta nghe nói là những bạn trẻ 2K mà xây nhà cho bố mẹ, xây nhà phố, xây biệt thự, xây những cái khu mà đắt tiền có vài tỷ đến vài chục tỷ cho bố mẹ, hầu hết phần lớn nó là những bạn 2K trở đi, chứ không phải là những anh chị, những cô dì, những chú bác, những cụ kỵ và sinh vào những năm 1940, 50 hay là 60 nữa. Vậy thì cái năm 2024 thì chúng ta cần làm cái gì và chúng ta nên đầu tư cái gì để chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn? Thì trong video này mình sẽ chia sẻ 8 công việc, 8 cái công việc nha, để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn trong năm 2024 mà chúng ta không cần phải có nhiều tiền, hay thậm chí chúng ta không cần phải có tiền mà chúng ta vẫn kiếm được nhiều tiền. Cái công việc đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là gì? Đó là chúng ta xây dựng kênh online, ví dụ như là TikTok, là Facebook hay là YouTube. Cái năm 2022 trở lại đây thì chúng ta thấy cái nền tảng TikTok ra đời và có rất nhiều người kiếm được cực kỳ và rất nhiều tiền. Nếu như bây giờ người ta có một kênh TikTok, người ta xây dựng kênh TikTok để người ta bán hàng thì đâu đó một tháng người ta cũng kiếm được từ 5 triệu, 10 triệu, thậm chí là nhiều tỷ đồng. Mấy cái người mà nổi tiếng và xuất sắc giống như là Phạm Thoại, Hà Linh hay là Biu Biu thời gian gần đây đi, chúng ta thấy một buổi live của họ thôi mà người ta bán được cả mấy tỷ tiền hàng, thì chúng ta cứ nhẩm tính cái lợi nhuận người ta là tối thiểu là 10% đi, trừ đi thuế phí rồi thì một tháng người ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Chưa kể là năm 2024 này này là năm có tiếp thị liên kết, năm mà bạn không cần phải ôm hàng, không phải đóng hàng, mà chỉ các bạn gắn link vào đó cái kênh của bạn, trong cái nền tảng của bạn thôi, bạn đã bán được hàng và bạn sẽ có một cái nguồn thu hoa hồng đâu đó là 15, 20, thậm chí là 30%. Cái câu chuyện là cái kênh của bạn và bạn bán được bao nhiêu hàng, bán được bao nhiêu tiền và có được bao nhiêu tiền, nó tùy thuộc cái kênh của bạn lớn hay nhỏ và cách bạn chia sẻ, cách bạn làm nội dung, cách bạn làm content hay là cái lĩnh vực mà bạn đang đề cập đến thì bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Và cái thứ hai đó là gì? Cái này đó là cái cực kỳ hay mà nhiều người kiếm được nhiều tiền trong những năm qua, và đặc biệt là năm nay là cái năm mà cái luật đất đai thông qua, rồi là kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, đó là làm những dịch vụ liên quan đến pháp lý và đặc biệt đó là liên quan đến sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư, hay là sang tên tách thửa, tách thửa cho những cái người mà người dân người ta không có tiện hay người ta không chuyên đi làm những cái dịch vụ này. Cái hay của cái này là gì? Những cái anh em mà làm môi giới, làm dịch vụ đó, thì người ta biết được cái thông tin, biết được thông tin truyền thông, biết được chính sách của nhà nước cũng như là thông tin của chủ nhà, thông tin của người mà cần người ta đi làm các dịch vụ đó. Thì chúng ta cũng biết rồi là năm 2024 là chúng ta đã thông qua luật đất đai và áp dụng vào ngày 1/1/2025, và cái bảng giá đất thì áp dụng ngày 1/1/2026. Và đặc biệt là gì? Có một cái thông tin đó là cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ sử dụng đất trước ngày 1/7/2014. Cái điều đó có nghĩa là gì? Cái thời gian tới này là cái câu chuyện mà người dân đổ xô đi làm sổ đỏ hay là người ta phải làm ngay, làm liền cái câu chuyện là chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư, hay là sang tên tách thửa, hay là làm tặng cho, làm thừa kế, hay là mua bán, thì người ta phải làm ngay. Bởi vì nếu như sau ngày 1/1/2026, khi mà cái bảng giá đất được áp dụng
mà cái bảng giá đất không phải là như cái khung giá đất trước đây là 5 năm thay đổi một lần, mà bây giờ này là cập nhật hàng năm này, thì những cái chi phí, cái thuế phí, cái số tiền mà người ta phải làm nó cũng là nhiều hơn. Nó cũng chính là lý do tại cái thời điểm này, những anh em nào mà làm các dịch vụ liên quan đến pháp lý bất động sản, người ta kiếm được rất nhiều tiền. Người mà thường thì người ta cũng kiếm một đô nó từ 30 triệu, 50 triệu. Còn những người mà nhiều mà người ta biết cách làm hơn, người ta có mối quan hệ hơn, người ta có uy tín hơn, thì cứ doanh thu cái tiền của người ta mỗi tháng đâu đó là từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mà người ta không phải bỏ bất kỳ một cái gì đó. Các bạn nên nhớ là người ta không phải bỏ tiền ra nha. Người ta chỉ bỏ công sức, bỏ thời gian ra để người ta làm cái đó thôi. Thì tất nhiên trong quá trình mà người ta làm thì người ta phải có dịch vụ, và cái người chủ nhà đó là phải trả tiền cho người ta, cũng như là các dịch vụ, cũng như là phong bì hay là một số cái cho những người liên quan để người ta làm cho cái cuốn sổ đỏ đó, hay người ta làm nhanh cái câu chuyện là chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư, hay là tách thửa, hay là cập nhật lại sổ, hay tất cả những thông tin đó. Bởi vì sao? Người ta là người làm hàng ngày, người ta biết đường đi nước bước, người ta biết nộp hồ sơ như thế nào, làm sao để nhanh nhất, làm sao để hợp lý nhất, để người ta không bị mất tiền nhiều hơn. Còn đối với người dân chúng ta thì sao? Thường thì anh em đi làm những cái gì giấy tờ liên quan đến bất động sản thì anh em đến hỏi để chính xác phường thì đều nhận được một câu trả lời là chưa có đợt. Khi cứ về đi, để hồ sơ đó, khi nào có đợt thì báo. Mà chúng ta lại không biết được rằng à, để làm được cái đó chúng ta phải cần những giấy tờ gì, những thông tin gì, chi phí, thuế phí, pháp lý, hay là ngày nào, hay là chúng ta dựa vào thông tin nào để chúng ta làm được cái điều đó, cũng như là chúng ta phải nộp hồ sơ bộ phận một cửa để xem, để chúng ta lấy cái phiếu hẹn. Chúng ta lấy phiếu hẹn để nó làm cái bằng chứng, cái căn cứ là chúng ta đã làm, để mà sau này liên quan đến câu chuyện là tính thuế. Nhiều người cứ lầm tưởng là gì, à không, ngay khi nào mà có tiền thì anh chị mới làm, nhưng mà không phải đâu. Cái tiền, cái thuế phí chúng ta đóng không phải là cái tại cái thời điểm mà chúng ta làm xong, mà tính ngay tại cái thời điểm mà chúng ta đăng ký. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải nộp hồ sơ để lấy biên lai, lấy phiếu hẹn. Và những người làm dịch vụ, những người làm môi giới là những người kiếm được tiền nhiều nhất, người ta có thông tin nhiều nhất, người ta có tài sản nhiều nhất, người ta biết người nào cần mua, biết người nào cần bán, biết cái người này vướng cái gì, mà gỡ như thế nào, thì khi đó người ta sẽ kiếm được tiền nhất. Một số anh em nếu mà làm chuyên về cái mảng này thì hãy comment giúp các em có đúng không. Anh em được ra và kiếm được cực kỳ và rất nhiều tiền. Và cái thứ ba đó là làm review sản phẩm. Tất nhiên để làm review sản phẩm thì bạn nó có thương hiệu, bạn nó có kênh, bạn nó có nền tảng, nào là phải có TikTok, nào phải có Facebook, nào phải có YouTube, Instagram, Zalo, một số cái khác nữa để chúng ta review sản phẩm. Những cái người mà làm review sản phẩm thì người thường đâu đó người ta cũng kiếm được từ 10 đến 30 triệu, thậm chí có những người là 500 triệu hay là 1 tỷ một tháng, tùy theo cái sản phẩm bạn review nó là cái gì. Ví dụ bạn review bán một cái đôi giớ thôi, một đôi vớ, một đôi tất thì cái doanh thu của bạn, cái thu nhập của bạn thì nó cũng có bao nhiêu trên một clip đâu. Nhưng mà nếu như bạn review những lô đất, những cái nhà đất, những cái bất động sản, những cái resort, hay là những cái xe hơi, những cái biệt thự hạng sang, thì bạn nghĩ là cái tiền của bạn là bao nhiêu? Nó cực kỳ và nó rất nhiều tiền. Chưa kể khi bạn review mà bạn bán được cái sản phẩm đó nữa thì cái phần trăm hoa hồng của bạn rất là nhiều. Ngoài ra là gì? Bạn còn có thông tin về chủ nhà, thông tin về người mua, thông tin người bán. Đó có phải là cách mà bạn mua luôn luôn được cái giá tốt nhất và bán được cái giá là cao nhất hay không? Và cái thứ tư đó là gì? Đó là người ta đầu tư mua bán bất động sản. Năm 2024 là cái năm và cái thời điểm tốt nhất để cho anh em nào cần đi mua bán, đầu tư và gia tăng giá trị tài sản. Có một câu là tại sao người Việt Nam là những người giàu là người liên quan đến bất động sản, và người liên quan đến bất động sản thì sẽ giàu. Tại sao người ta không mua vào những năm 2020, 2021, 2022 mà lại người ta lại đi mua vào năm 2024? Bởi vì năm 2024 là năm mà bất động sản đã xuống đáy và kinh tế xuống đáy rồi, và nó chuẩn bị đi lên. Những người giàu, những người thông minh, những người tài phiệt, những người đại gia là người ta mua bất động sản vào những năm mà 2004, 2014 và 2024. Bởi vì chúng ta biết là khi cái luật đất đai thông qua được áp dụng thì cái giá bất động sản nó sẽ tăng lên. Và thường thì mỗi năm sau khi cái luật đất đai thông qua 1 đến 2 năm sau thì cái giá bất động sản tăng giá và nó sẽ nóng sốt lên. Nên là đây là cái thời điểm, là cái cơ hội và cái thời gian tốt nhất để chúng ta có thể đi mua, đi tìm, đi săn những sản phẩm ra đấy. Bởi vì bây giờ sao? Nhà nhà người người đi bán mà ít người đi mua. Nên chúng ta thương lượng được, chúng ta thỏa thuận được, chúng ta chọn được cái sản phẩm giá tốt. Chúng ta chọn được cái sản phẩm giá tốt, sản phẩm mà vị trí đẹp, sản phẩm tiềm năng, thì đó có phải
là một trong cái kênh đầu tư tốt nhất, ngon nhất tại cái thời điểm này hay không? Và cái thứ năm đó là những người là một cái am hiểu về thị trường kinh tế và chứng khoán, thì người ta đầu tư chứng khoán. Ở thị trường chứng khoán thì các nước thì tiền trong người dân, tiền trong doanh nghiệp, tiền trong nhà nước làm 80% thị trường chứng khoán. Ở Việt Nam đâu đó mới có 20% hoặc nhích hơn 20%, có nghĩa là cái khoảng không và cái volume nó còn rất nhiều. Tuy nhiên để đầu tư chứng khoán mà thành công được thì chúng ta phải cần kiến thức, chúng ta cần phải am hiểu về kinh tế và thông tin thì chúng ta mới làm được. Bởi vì đâu đó cái sân chơi dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam nó đang có một cái gì đó mà nó còn mập mờ, nó còn chưa rõ ràng, nên lâu lâu chúng ta mới nghe nói là vụ lùa gà, vụ úp sọt. Và cái thứ sáu đó là gì? Đó là người ta bắt đầu để những đồng tiền kỹ thuật số giống như là Bitcoin, crypto hay là một số loại hình đầu tư khác. Tuy nhiên chúng ta mua Bitcoin là phải đúng Bitcoin thôi, chứ còn nếu không một số Bitcoin giống như một số người nổi tiếng ở Việt Nam hay là một số người Việt kiều Việt Nam làm thì kiểu gì chúng ta cũng mất tiền, cũng như cái dạng crypto hay là một số các đồng tiền khác. Và cái thứ bảy đó là gì? Đó là đầu tư vàng. Chúng ta thấy không, cái giá vàng nếu như cách đây một năm những ai mua vàng thì bây giờ lợi nhuận đâu đó hình như là, mình nhớ cách đây một năm về trước thời điểm mà người viết thần tải là có hơn 5 triệu một tí không, nhưng bây giờ năm nay là bây giờ là đang 7 triệu mấy rồi. Có nghĩa là gì? Đâu đó là 30-30% cái lợi nhuận vàng trong một năm, mà so với gửi tiền tiết kiệm thì anh em thấy thì lợi nhuận nó cao gấp 4-5 lần. Đó chính là lý do mặc dù kinh tế có như thế nào đi chăng nữa, năm nay vẫn có rất nhiều người dồn tiền và người ta mua vàng và người ta sẽ kiếm được nhiều tiền nhiều hơn. Tất nhiên cái thị trường vàng ở Việt Nam và thị trường vàng thế giới đang có nhiều sự biến động, nhưng mà cuối năm 2023 trước Tết Nguyên đán 2024 chúng ta thấy không, nhà nước đã có những chính sách tham gia điều tiết vào thị trường vàng, không còn cái câu chuyện là thao túng thị trường vàng, thao túng thị trường chứng khoán hay thao túng thị trường bất động sản như trước đây nữa, mà tất cả nó phải theo thị trường và theo định hướng chiến lược chính sách của nhà nước. Khi mà chúng ta để ý điều này, chúng ta có kinh nghiệm, có kiến thức, có trải nghiệm thì kiểu gì chúng ta cũng kiếm được tiền. Và cái thứ 8, cái này mới là cái quan trọng nhất mà bạn sẽ kiếm được tiền và bạn sẽ trở thành ai trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Nếu như bạn không có cái này thì bạn có bao nhiêu tiền ở chăng nữa thì bạn cũng sẽ mất thôi. Đó là bạn phải đầu tư phát triển bản thân. Đầu tư vào cái đầu không? Chúng ta phải học tập phát triển bản thân, nâng tầm mình lên, nâng cái tư duy mình lên. Nếu chúng ta không nâng được thì chúng ta phải kết bạn, làm thân, làm quen hay là theo dõi những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang muốn hướng tới. Hay chúng ta phải để ý follow và theo dõi và làm bạn với những cái người mà chúng ta mong muốn trong tương lai, trong thời gian tới chúng ta sẽ trở thành người như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Còn nếu như mà người ta có một cái câu rất là phổ biến, bạn là người trung bình của 5 người bạn mà thường xuyên bạn gặp phải. Ví dụ đơn giản là chúng ta có 5 người bạn là 5 bợm nhậu, 5 người suốt xảy xe xỉn thì chúng ta sẽ là người thứ 6. Hay chúng ta là có 5 người bạn là 5 con nghiện thì chúng ta cũng là người thứ 6. Nhưng bên cạnh chúng ta là 5 tỷ phú thì chúng ta sẽ là người thứ 6. Nên cái môi trường mới quyết định chúng ta là ai, chứ không phải là bản thân chúng ta là ai. Mà đó mới chính là lý do tại sao những người giàu á thì người ta chỉ chơi với người giàu, hay những người thành công, những người giàu thì người ta chơi với nhau. Nên có cái câu phổ biến là gì? Gió tầng nào thì đi với mây tầng đó. Chứ không có cái chuyện là gì? À, những cái người đó. Ví dụ ở Việt Nam làm sao mà chúng ta có thể chơi với những người giống như tỷ phú nổi tiếng giống như là Phạm Nhật Vượng, bác Phạm Nhật Vượng hay là bác Long hay là bác Bầu Đức hay là một số các tỷ phú khác. Đó là điều rất cực kỳ khó. Nhưng khi chúng ta biết họ, chúng ta theo dõi họ, chúng ta follow họ và chúng ta biết họ đang làm gì, chúng ta là đầu tư kinh doanh cái gì hay những thông tin về họ, thì đấy cũng là một cách mà chúng ta trở nên lớn hơn, tư duy lớn hơn thì cái tiền bạc nó mới đến với chúng ta được. Trên đây là quan điểm của mình với cái câu chuyện là năm 2024 thì chúng ta nên đầu tư cái gì để chúng ta trở nên giàu có hơn, và chúng ta đừng để mất tiền bởi vì chúng ta không biết những cái việc này. Và trong năm 2024 này, đây là kỷ nguyên của online, nên những ai mà làm những gì liên quan đến online, bán hàng online giống như TikTok, giống TikTok Shop bây giờ, thì những người đó là những người kiếm được cực kỳ nhiều tiền trong cái kỷ nguyên này.